Và sau đây là thông tin chi tiết. Trong 8 tháng của năm 2023, Bộ Tài chính đã bãi bỏ 33 thủ tục hành chính và ban hành mới 3 thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan và giá. Theo tìm hiểu của tôi thì việc bãi bỏ cắt giảm các thủ tục hành chính này nhằm loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó thì Bộ Tài chính cũng rà soát và sửa đổi các thủ tục theo hướng cụ thể, rõ ràng, đơn giản, tăng tính khả thi cho cá nhân tổ chức thực hiện. Trong thời gian tới, Bộ này sẽ tiếp tục thực hiện các quy định về kiểm soát, đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong quá trình thực thi, thẩm định, thẩm tra chặt chẽ về quy định thủ tục hành chính, đồng thời sẽ tiếp tục rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thích hợp cắt giảm các mẫu đơn, tờ khai, các giấy tờ không cần thiết hoặc có nội dung trùng lặp trên cơ sở ứng dụng công nghệ số và dữ liệu sẵn có. Theo kế hoạch của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đăng ký, tháng 9 năm 2023, khối lượng giải ngân các dự án giao thông khoảng 7.439 tỷ đồng. Thông tin này chỉ được vụ kế hoạch đầu tư thuộc Bộ Giao thông Vận tải đưa ra. Trong đó có 4 ban quản lý dự án đăng ký kế hoạch giải ngân lớn, gồm ban quản lý dự án 85, ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, ban quản lý dự án 7, ban quản lý dự án Mỹ Thuận. Theo báo cáo của đơn vị chuyên môn, đến hết tháng 8 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân khoảng hơn 49.700 tỷ đồng, đạt khoảng 52% kế hoạch năm và đạt 95% so với kế hoạch các chủ đầu tư đăng ký. So với cùng kỳ năm ngoái, kế hoạch giải ngân tính đến thời điểm này cao gấp hơn 2 lần về giá trị và cao hơn 12 lần về tỷ lệ. Tiến độ này đang duy trì ở mức cao hơn bình quân chung của cả nước. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Dự án nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 948 thuộc địa bàn thị xã Tịnh Biên và huyện Tri Tôn của tỉnh An Giang đang được triển khai. Là tuyến đường quyết mạch phục vụ du lịch vùng bãi núi nên lưu lượng phương tiện giao thông qua lại rất nhiều. Mặc dù vậy, công trình này đang gặp khó khăn về mặt bằng, dẫn đến thi công chậm tiến độ. Dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 948 có chiều dài hơn 16 km. Dự án này do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tịnh Biên làm chủ đầu tư, với tổng số vốn hơn 996 tỷ đồng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng là hơn 1.100 hộ. Đến thời điểm này, chỉ mới có hơn 75% hộ dân đồng ý bàn giao mặt bằng. Do không có mặt bằng thi công đồng bộ nên tiến độ cả 3 gói thầu đều khá chậm. Hiện nay đang trong cao điểm mùa mưa nên mặt đường khá xấu, nắng thì bụi, mưa thì bùn, gây khó khăn cho người tham gia giao thông. Tuyến đường này là trục chính tham quan các điểm du lịch tại khu vực bảy núi của tỉnh An Giang. Về công trình chậm tiến độ ảnh hưởng khá lớn đến hoạt động của ngành công nghiệp không khói tại địa phương. Ngoài ra, các cơ sở kinh doanh ăn uống ven tuyến đường này cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cũng trong lĩnh vực giao thông vận tải, mới đây, Bộ Giao thông Vận tải lấy ý kiến dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện cho người lái. Trong đó, có đề xuất các phương pháp tính toán số km xe chạy, tốc độ xe chạy, thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc của lái xe trong ngày. Theo dự thảo, tính toán về km xe chạy sẽ được thực hiện trên nền bản đồ số. Thời gian lái xe của một người được xác định kể từ khi xe bắt đầu chạy đến khi xe dừng đổ trên 5 phút, áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi. Trên 15 phút, áp dụng đối với các loại xe còn lại hoặc khi thay đổi lái xe. Hành vi vi phạm quá thời gian lái xe liên tục được xác định khi người lái xe điều khiển phương tiện liên tục từ 4 giờ trở lên nhưng không dừng đổ xe tối thiểu 5 phút, áp dụng đối với xe buýt nội tỉnh và xe taxi. Tối thiểu 15 phút, áp dụng đối với các loại xe còn lại. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất ngày làm việc của người lái xe được tính từ 0 giờ đến 24 giờ. Thời gian làm việc của lái xe trong ngày được xác định vượt quá quy định khi tổng thời gian lái xe vượt quá 10 giờ. Trở lại câu chuyện đã nhắc ở phần đầu chương trình. Vụ cháy chung cư mini tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đang thu hút sự chú ý của dư luận cả nước. Theo số liệu thống kê từ Công an thành phố Hà Nội, thì đến nay đã có 56 người tử vong. Hiện nay các bệnh viện đang tập trung nhân lực, vật lực để cứu chữa cho các nạn nhân. 11 giờ đêm, tại trung tâm cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, đã qua cơn nguy kịch, nhưng người thanh niên này vẫn không thể thôi ám ảnh về buổi tối hôm đó, khi đã phải quyết định cùng mẹ nhảy từ tầng 9 xuống để thoát khỏi đám cháy. Lúc đấy, đất bọn em còn không nhìn thấy bởi vì khói nó bay mịt mù. Em phải dựa theo trí nhớ của mình để nhảy xuống. Đây có thể gọi là coi như đêm kinh hoàng nhất của trong cuộc đời của em. Nhà em cũng phải chạy
ngược chạy xuôi 4 năm bệnh viện để tìm thấy cháu. Cháu cũng thấy ổn định hơn mọi người rồi. Giờ chỉ lo cái là mẹ của cháu thôi. Mẹ cháu thì vong ở bệnh viện bên Viện Y Hà Nội. Thì vẫn đang ở trong phòng cấp cứu. Hiện Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai đang tiếp nhận 10 bệnh nhân liên quan đến vụ cháy. Một số bệnh nhân mặc dù chưa hồi phục, nhưng vẫn nhất quyết xin ra viện để tìm người thân đã mất trong vụ hỏa hoạn. Sơ bộ sau một ngày thì hiện tại phần lớn các bệnh nhân đang trong tình trạng ổn định. Một số bệnh nhân nặng đang điều trị thở máy. Còn đâu thì một số bệnh nhân thì có một số cái khủng hoảng tâm lý nhất định do bệnh nhân sau một cái sang chấn rất là lớn như vậy. Thế thì hoặc ngạt hỏa cháy thì nó cũng có những cái tổn thương. Trong giai đoạn này thì chưa thể đánh giá được. Nó sẽ phụ thuộc vào cái đáp ứng điều trị của bệnh nhân và cái diễn biến trong những ngày tiếp theo của bệnh nhân. Ngoài trung tâm cấp cứu thì khoa chống độc cũng đang tiếp nhận 7 bệnh nhân. Khoa nhi 7 bệnh nhân. Các bệnh nhân này sức khỏe đã cải thiện hơn thời điểm nhập viện, nhưng vẫn phải tiếp tục theo dõi. Xin được chia sẻ với nỗi buồn của gia đình các nạn nhân trong vụ cháy vừa rồi. Và chúng tôi tin chắc một điều rằng cuộc sống luôn có những phép màu. Một thông tin cũng đang thu hút sự chú ý của cộng đồng trong thời gian gần đây. Đó là tình trạng lây lan bệnh đau mắt đỏ. Tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang ghi nhận số ca mắc tăng đột biến. Trong đó ghi nhận nhiều trường hợp trẻ em trong độ tuổi đến trường cũng mắc bệnh. Một ngày trước, chị Hồng Thắm đón con đi học về thì phát hiện một bên mắt đỏ, mua thuốc về nhà điều trị nhưng không khỏi mà thậm chí còn diễn biến nặng hơn. Đến sáng nay, chị đưa con vào bệnh viện mắt, răng, hàm mặt thành phố Cần Thơ khám và điều trị. Trong ngày hôm nay cũng ghi nhận nhiều trường hợp phụ huynh đưa con đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố khám bệnh về mắt. Sáng nay mắt sưng bập, cái rõ ràng nhiều quá, mà bên kế bên đây nó cũng bị luôn, nó bị ít hơn, mà nó cũng giống như nó lây luôn vậy đó. Nên chở bé vô đây, bác sĩ nó bé bị đau mắt đỏ, có cho thuốc nhỏ về nhỏ cho bé rồi từ từ bé hết, nhưng mà phải cách ly. Cháu nó bị sốn mắt rồi nó ngứa rồi chị đưa vô bệnh viện liền để cho kịp thời để trị bệnh cho cháu cho nó ổn để tiếp tục việc học. Trong 2 ngày gần đây, mỗi ngày bệnh viện mắt, răng, hàm mặt thành phố Cần Thơ ghi nhận khoảng 50 người bị bệnh đau mắt đỏ, tăng đột biến so với cách đây vài tuần. Trong đó có nhiều trẻ đau mắt đỏ đang trong độ tuổi đến trường. Cái này là bé đang bị mắt đỏ đó, ha, là viêm kết mạc cấp đó. Thì bây giờ mình nhỏ thuốc, tránh dụi tay vào mắt ha. Rồi mang khẩu trang nè. Không có tiếp xúc với người nhà nhiều, tại vì cái bệnh này nó dễ lây lan đó, nó lây lan qua cái dịch tiết, ví dụ như gàn đồ á, mà dụi bé chạm vào đâu mình chạm là nó dễ lây cho người nhà. Đau mắt đỏ hay còn gọi là viêm kết mạc cấp, vào thời điểm mưa nhiều và độ ẩm tăng cao như hiện nay thì bệnh rất dễ lây lan thành dịch. Đến nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để điều trị. Do đó, khi nhiễm bệnh, cần đến cơ sở y tế để điều trị, tránh để bệnh diễn biến nặng, có thể dẫn đến mù lòa. Đây là một cái bệnh với những cái triệu chứng thường gặp nhất, đó chính là đỏ mắt, cộm sốn và cảm giác như là có dị vật ở trong mắt, có những cái chất tiết, thường là chất tiết trong và có thể dính, và đặc biệt là khi vào mỗi buổi sáng thì bệnh nhân rất là khó mở mắt. Và một số những cái triệu chứng khác, đặc biệt như là triệu chứng có giả mạc, đặc biệt là xảy ra ở trẻ em. Và một số thông thường thì cái bệnh này nó sẽ không có gây nên biến chứng tại giác mạc, và một số bệnh cảnh nặng có thể lây lan lên thành viêm giác mạc, và từ đó có thể dẫn đến làm mờ và thậm chí là dẫn đến mù lòa nếu như bệnh nhân không được điều trị đúng, và đặc biệt đối với những bệnh nhân tự điều trị, tự mua thuốc về điều trị tại nhà. Không nên tự ý ở nhà, là ví dụ như là nhỏ mua ra tiệm thuốc tây mua thuốc nhỏ mà không rõ nguồn gốc hoặc không rõ loại, hoặc là chúng ta tự ý ví dụ như là theo những kiểu phương pháp mà dân gian, ví dụ như là chúng ta tự xông thuốc hay là chườm đắp những cái cây vật lạ hay là bài thuốc nam gì lên mắt, điều đó rất nguy hiểm. Cái đó là chúng ta nên cần phải bỏ đi những thói quen đó, mà tốt nhất là nên đến những nơi phòng khám chuyên khoa. Theo các bác sĩ thì năm nay bệnh đau mắt đỏ có một đặc điểm cần phải chú ý. Đó là bệnh thì lây từ các thành phố lớn như là Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh về các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long với số lượng nhiều hơn và tình trạng bệnh thì cũng nặng hơn.
Do đó, để phòng bệnh, cần giữ gìn vệ sinh cá nhân như là đeo khẩu trang, rửa tay, đặc biệt là trong thời điểm hiện tại thì cần phải hạn chế đi bơi lội. Cùng với bệnh đau mắt đỏ thì bệnh tai chân miệng cũng đang diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều địa phương. Số ca mắc mới thì gia tăng, nhiều ca thì chuyển nặng, thậm chí đã có trường hợp tử vong. Phóng sự được thực hiện tại An Giang. Hai tuần qua, Bệnh viện Sản Nhi An Giang liên tục tiếp nhận nhiều ca mắc bệnh tay chân miệng. Trong đó, có không ít trường hợp chuyển nặng kèm theo sốt cao, co giật. Nhà nó nóng sốt 2 ngày, xong rồi đêm đó nó giật xong rồi ở nhà thì có đi chích thuốc, mà chích thuốc thì nó không có hạ, mỗi lần nóng là 40 độ không ạ. Trước đó nhập học thì sức khỏe của bé vẫn ổn bình thường. Cái nhập học vô khai giảng 3 ngày sau bé mới phát hiện ra là bệnh tay chân miệng. Đặc biệt là lượng tay chân miệng nặng thì tăng rất cao, tăng khoảng 10 lần so với năm vừa qua. Theo Sở Y tế An Giang, từ đầu năm tới nay, tỉnh đã ghi nhận hơn 2.640 ca mắc bệnh tay chân miệng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng lo ngại là đã có 2 trường hợp tử vong. Đến nay thì vẫn chưa có thuốc đặc trị đối với bệnh tay chân miệng. Do đó, cách tốt nhất để đảm bảo an toàn cho trẻ là các bậc phụ huynh cần phải thực hiện đầy đủ những khuyến cáo về phòng dịch của ngành y tế đưa ra như thế này. Cái virus sẽ lây qua tai rồi là từ miệng của trẻ em. Do đó là chúng ta phải làm sao thực hiện tốt cái việc rửa tay thường xuyên cho trẻ em, cho trước khi ăn, sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Ngành y tế cảnh báo hiện chủng virus mới của bệnh tay chân miệng có độc lực mạnh hơn, nguy cơ lây lan chuyển nặng và tử vong khá cao. Vì thế khi trẻ có những dấu hiệu như sốt, đau họng, biếng ăn, phụ huynh nên sớm đưa đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hậu Giang vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức là cách chức Phó Chánh Thanh tra tỉnh Hậu Giang đối với ông Tăng Minh Thêm. Vi phạm của ông Thêm là không gương mẫu, không trung thực trong việc kê khai tài sản, thu nhập, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của Trung ương, của tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức và lối sống. Trước đó, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã có quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Tăng Minh Thêm, đồng thời có văn bản giao Ban Cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét xử lý theo quy định. Xông vào tận nhà để giật điện thoại. Hành vi táo tợn này của Đặng Thanh Băng và Nguyễn Hữu Đạt cùng ngụ xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mang Thít khởi tố bị can để điều tra. Theo chúng tôi được biết thì vụ việc này xảy ra vào trưa ngày 18 tháng 8. Cơ quan công an tiếp nhận tin báo một bé gái 13 tuổi ngụ tại xã Chánh An, huyện Mang Thít vừa bị một đối tượng xông vào nhà cướp giật một điện thoại di động. Lực lượng công an đã tiến hành xác minh và xác định Băng và Đạt là thủ phạm nên đã mời về làm việc. Hai đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên điều khiển xe mô tô chạy dọc tuyến đường tỉnh lộ 903. Khi phát hiện em gái nằm xem điện thoại ở trong nhà, Đạt đã dừng xe đứng bên ngoài cảnh giới, còn Băng thì xông vào cướp điện thoại rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, chúng mang đi cầm được 1 triệu đồng, chia nhau tiền tiêu xài. Đối tượng Băng đã có 2 tiền án về tội tàn trữ trái phép chất ma túy và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Còn trong sáng ngày hôm nay, trên đường quyện lộ 32, đoạn thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nguyên nhân là do xe ben lùi vào đất trống phía trước nhà của một hộ dân rồi cán trúng một người đi bộ, làm người này đã tử vong. Cụ thể, xe ben mang biển kiểm soát 63C-12328 chở vật liệu xây dựng cho một công trình thi công đường cống thoát nước ven đường quyện lộ 32. Sau khi đổ vật liệu xuống đường, tài xế điều khiển cho phương tiện lùi vào phần đường trống phía trước nhà của một hộ dân thì bất ngờ va chạm với một người đàn ông bị mù, bán vé số tại địa phương. Cú va chạm làm người đàn ông này té ngã xuống đường và bị bánh xe cán trúng người. Sau tai nạn, nạn nhân được người dân sơ cứu và đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong sau đó. Hoạt động tổ chức cho người lao động vượt biên trái phép, tìm kiếm việc làm tại nước ngoài. Tội phạm buôn bán người đã kiếm hàng trăm triệu đồng với mỗi nạn nhân bằng cách là cưỡng bức lao động, bóc lột tình dục. Và giờ đây thì những đối tượng phạm tội này thậm chí là đang sử dụng chính mạng sống của nạn nhân hòng thu lợi nhanh chóng. Dù gì được phát hiện tại tỉnh An Giang khi một nhóm 5 người lao động đã bị bắt cóc,
tốn tiền khi mà tham gia vượt biên sang Campuchia. Kích điện, đốt túi ni lông rồi nhỏ lên người. Những cách tra tấn tưởng chừng không có thật. 41 tuổi, anh vẫn chưa hết bàng hoàng khi trở thành nạn nhân của một vụ bắt cóc, tống tiền. Dự định vượt biên trái phép sang Campuchia rồi đi tàu đến Đài Loan, Trung Quốc để tìm việc. Anh cùng 4 người khác đã bị một nhóm đối tượng khống chế tại một phòng trọ ở Campuchia, đánh đập trong nhiều giờ đồng hồ. Và cái giá để giữ lại mạng sống là yêu cầu người nhà gửi từ 300 đến 500 triệu đồng. Họ lấy con dao họ quật hậu quả, là họ đâm hai đùi. Đấy, đâm hai đùi và dùng một cái vật vật cứng đập hết ra sau lưng, cứ như quả bà vai. Trong vòng 15 đến 20 phút nữa, các bạn nếu mà không có tiền mặt đây thì mày nó sẽ ăn triệu đồng đó. Đi cùng những đoạn clip tra tấn được gửi đến gia đình nạn nhân là yêu cầu chuộc tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tốc độ chuyển tiền sẽ quyết định mức độ tra tấn. Ghi nhận có gia đình chưa kịp chuẩn bị tiền chuộc trong thời gian yêu cầu, nhóm đối tượng đã hành hung nạn nhân đến mức tử vong. Một người thiệt mạng, 4 người còn lại lợi dụng đêm tối chạy trốn về Việt Nam. Xác định mức độ nghiêm trọng, lực lượng chức năng tỉnh An Giang đã phối hợp với công an Campuchia khám xét hiện trường, bắt giữ tổng cộng 15 đối tượng ở cả hai nước. Trong đó đối tượng cầm đầu bị bắt tại Việt Nam, khai nhận đã lấy thành công 500 triệu đồng từ các gia đình nạn nhân. Qua là phối hợp cùng với Campuchia, phối hợp cảnh sát Campuchia để tiến hành xác minh làm rõ. Thì chúng tôi cũng đã tiến hành khởi tố là 5 đối tượng là có hành vi là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và đồng thời là truy bắt những đối tượng còn lại để tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Cạm bẫy, việc nhẹ lương cao vẫn còn đó. Nhiều người đã may mắn thoát nạn, nhưng một số thì không. Bằng cách lợi dụng các nền tảng mạng xã hội, vỏ bọc công ty môi giới lao động, 90 vụ việc với 230 đối tượng phạm tội mua bán người trên toàn quốc đã bị lực lượng công an phát hiện, xử lý trong 6 tháng đầu năm. Còn bây giờ sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết. Xin chào chị Khánh Phương. Thời tiết mùa mưa như hiện nay thì bà con chăn nuôi gia súc ở đồng bằng sông Cửu Long cần phải lưu ý những gì ạ? Dạ vâng, xin chào anh Công Khoa và quý vị khán giả. Thời tiết mưa nhiều trong mùa mưa là một yếu tố bất lợi trong việc chăn nuôi trâu bò. Dịch tễ bệnh tụ huyết trùng dễ phát sinh, gây thiệt hại lớn. Vi khuẩn gây bệnh tụ huyết trùng thường có sẵn trong đất. Khi mưa xuống, vi khuẩn sẽ theo dòng nước dính vào rơm cỏ hoặc có thể trôi vào nguồn nước làm cho bò nhiễm bệnh khi ăn uống các thức ăn có chứa mầm bệnh. Về thời tiết thì dự báo trong 3 ngày tới là ngày 15 đến ngày 17 tháng 9 ở tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Dự báo vẫn sẽ có mưa dông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Và phải từ ngày 18 tháng 9 trở đi, khả năng mưa sẽ tăng lên nhiều nơi. Có nơi mưa lớn, càng dễ làm phát tán mầm bệnh. Nguy cơ về bệnh tụ huyết trùng trên trâu bò vẫn có thể xảy ra. Vì thế, để phòng bệnh, bà con nên áp dụng các giải pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ động mua vaccine tiêm phòng 2 lần một năm và định kỳ sử dụng các hóa chất đặc hiệu tiêu diệt côn trùng như là ruồi, muỗi, ve hay là mồng. Sử dụng vôi bột, hóa chất để khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi và ở bãi chăn thả và quanh khu vực chuồng nuôi cần phải phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh để hạn chế sự tồn tại của mầm bệnh trong tự nhiên. Đồng thời, chúng ta nên tách bò bệnh ra khỏi đàn ngay khi phát hiện, tránh làm lây lan. Tuyệt đối là không vận chuyển, giết thịt bò khi mắc bệnh. Xuất khẩu gạo trong 8 tháng vừa qua đạt gần 6 triệu tấn, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng tới 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 89% kế hoạch của cả năm. Philippines, Trung Quốc, Indonesia và Ghana là những quốc gia nhập gạo Việt Nam nhiều nhất. Mức xuất khẩu gạo đã đưa kim ngạch xuất khẩu gạo 8 tháng qua lên gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 34% về giá trị. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hôm nay giá gạo tại thị trường trong nước giảm từ 100 đến 200 đồng một ký. Trong khi đó, gạo xuất khẩu tăng trở lại sau nhiều phiên giảm mạnh. Dự báo những tháng cuối năm, tình hình xuất khẩu gạo của nước ta tiếp tục tăng nhờ số lượng đơn hàng tốt từ nhiều thị trường mới. Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại nguồn cung không đủ đáp ứng do nhu cầu ở nhiều nước trên thế giới tăng đột biến.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa tổ chức hội nghị sơ kết sản xuất lúa năm 2023 và triển khai cho vụ đông xuân tới của cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị tổ chức vào thời điểm này được đánh giá là rất kịp thời, đưa ra những định hướng cho việc sản xuất lúa trước bối cảnh thị trường gạo thế giới có nhiều biến động về giá. Theo Cục Trồng trọt, đến thời điểm này, đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc vụ lúa đông xuân năm 2022-2023. Kết thúc vụ lúa hè thu về mặt diện tích sản lượng, hiện còn khoảng 300.000 ha chưa thu hoạch. Riêng vụ thu đông trong kế hoạch 700.000 ha đã cơ bản xuống giống sông. Xét về sản lượng có thể đạt hơn 24 triệu tấn lúa, sắp xỉ năm ngoái. Mặc dù đối mặt với không ít khó khăn, nhưng đây được xem là năm đạt thắng lợi kép. Những cái dự báo của các cơ quan chuyên môn như Đài khí tượng thủy văn cũng như là bên Tổng cục Thủy lợi và luôn cả các cái dự báo về tình hình tiêu thụ lúa gạo, do đó là chúng ta có những cái bố trí về thời vụ, về cơ cấu giống tương đối hợp lý. Có một cái niềm vui hơn nữa, tức là giá lúa thì cũng có cao hơn và nó làm cho cái thu nhập cũng như lợi nhuận của bà con nông dân cao hơn. Vụ lúa đông xuân năm 2023-2024, cơ cấu giống tập trung vào các nhóm lúa đặc sản nuôi chất lượng cao, diện tích cơ bản quanh mức 1,5 triệu hectare. Với giải pháp chủ động là để lịch xuống giống sớm từ tháng 10, khoảng 500.000 ha nhằm tránh hạn mặn. Cùng với đó là theo dõi chặt tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước để chủ động bảo vệ sản xuất. Dù được dự báo có nhiều khó khăn về nguồn nước phục vụ cho sản xuất, thế nhưng vụ đông xuân tới vẫn có nhiều tín hiệu tích cực đối với bà con nông dân, nhất là về giá lúa. Với năng suất ước đạt khoảng 7,2 tấn một ha thì sẽ mang về sản lượng khoảng 10,7 triệu tấn lúa cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chúng ta lên được cái kịch bản rõ ràng từ vấn đề là thời vụ, vấn đề cơ cấu giống, có cái giải pháp để ngăn chặn ứng phó với cái việc xâm nhập mặn cũng như là hạn hán và những cái nơi thiếu nước. Và cái nữa là cũng công đẩy mạnh cái công tác dự tính dự báo đối với việc phòng chống các cái loại sinh vật gây hại để bảo đảm rằng là các cái diện tích lúa của chúng ta là không bị thiệt hại do sâu bệnh gây ra. Trong bối cảnh hiện nay, lúa gạo trở thành hàng hóa cạnh tranh, xu hướng tăng năng suất đã đạt cực đại. Bà con nông dân cần tập trung vào hai yếu tố là chất lượng và giảm giá thành sản xuất vụ đông xuân để tăng lợi nhuận. Để làm được điều này, các địa phương cần đẩy mạnh việc áp dụng các giải pháp kỹ thuật như 1,5 giảm, 3 giảm 3 tăng, công nghệ sinh thái để chất lượng lúa đạt cao nhất, phục vụ tốt thị trường trong nước và xuất khẩu. Nông dân Bạc Liêu đã thu hoạch gần xong vụ lúa hè thu 2023. Nhiều khu vực đang bước vào cải tạo đồng ruộng, chuẩn bị cho vụ lúa tiếp theo. Bên cạnh niềm vui được giá thì bà con cũng canh cánh nỗi lo về chi phí bởi giá phân bón các loại đã tăng lên. Vụ thu đông hàng năm được ngành nông nghiệp đánh giá là vụ lúa sẽ gặp nhiều khó khăn bởi nông dân phải xuống giống trong điều kiện thời tiết mưa bão, dễ ngộ độc hữu cơ do rơm rạ vụ hè thu chưa kịp phân hủy. Thời tiết diễn biến phức tạp, sâu bệnh cũng sẽ xuất hiện nhiều hơn. Cùng lúc này, phân bón các loại lên giá càng đẩy chi phí sản xuất của nông dân tăng lên. Chi phí thì chắc chắn tăng, nhưng giá lúa thì chưa biết tăng hay giảm. Nếu giá lúa giảm, nông dân sẽ khó có lời. Theo cái giá lúa này thì làm nó cũng được đi. Cái giá lúa này thì làm thì có lời đó. Chứ mà lúa mà thấp rồi làm không có lời. Hầu hết các loại phân bón đều tăng, nhất là ure, phân NPK, DAP, kali. Mức tăng trước thềm vụ thu đông so với vụ hè thu từ 100 đến 300 ngàn đồng một bao. Bữa hổm nó cũng hạ xuống thấp, bây giờ nó lên lại thằng DAP khoảng 1,1 triệu rồi. Bữa hổm nó xuống còn có 800, bây giờ nó lên lại. Chỉ lên với thằng UG. UG bữa tiếng gọi nó còn 400, bây giờ lên 600. Hai năm qua, sản xuất của nông dân luôn đối mặt nhiều thách thức khi các loại phân bón tăng và giữ giá cao trong thời gian rất lâu, trong khi giá lúa thấp, đầu ra khó khăn. Vụ hè thu năm nay giúp giải tỏa những khó khăn áp lực đó cho nông dân khi giá lúa tăng cao, giá phân bón bình ổn. Thế nhưng, niềm vui chưa lâu thì thêm một lần nữa phân bón lại tăng chủ động trước sự bị động của nông dân. Và phân bón có thể tiếp tục tăng giá nữa hay không là câu hỏi chỉ có các nhà sản xuất phân bón mới có câu trả lời. Thể thao Việt Nam cố gắng đạt phong độ tốt nhất, hướng tới những giải thưởng danh giá tại ASEAN 2023. Chỉ với giá 2.000 đồng, bữa cơm giúp những gia đình khó khăn, vơi bớt phần vất vả. Câu chuyện về tình người vô giá trên đất Tây Đô sẽ có trong phần cuối chương trình.
Quý khán giả đang theo dõi chương trình Miền Tây Hôm Nay buổi chiều. Chương trình đang được phát hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV Cần Thơ, Đài truyền hình Việt Nam. Sau đây là những tin tức chính trị xã hội quan trọng. Mời anh Công Khoa. Cảm ơn chị Mỹ Ngọc. Thưa khán giả, sáng nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị của Thường trực Chính phủ làm việc với doanh nghiệp nhà nước trên phạm vi toàn quốc về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự đóng góp của doanh nghiệp nhà nước, địa phương, bộ ngành vào thành tựu chung của cả nước, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà các doanh nghiệp đang gặp phải. Thủ tướng nhấn mạnh thông điệp quan trọng là chung sức đồng lòng, tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, đẩy mạnh đầu tư phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế đất nước với tinh thần hài hòa lợi ích của nhân dân, doanh nghiệp và nhà nước. Thủ tướng đã nhấn mạnh 6 quan điểm chỉ đạo với doanh nghiệp nhà nước, trong đó theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước, ngoài nước, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tích tụ nhiều năm, kịp thời đưa ra nhiệm vụ, giải pháp, chính sách sát thực tế, khả thi, hiệu quả cao. Chính phủ và các bộ ngành địa phương phải đồng hành, kề vai sát cánh cùng doanh nghiệp. Tại hội nghị, Thủ tướng cũng nhấn mạnh 12 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển doanh nghiệp nhà nước. Cũng trong sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ tổng duyệt chương trình khai mạc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Hội nghị được Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9 tại Hà Nội với chủ đề vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Tại lễ tổng duyệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo, đồng thời góp ý đối với ban tổ chức về công tác tổ chức, dẫn chương trình và công tác kỹ thuật phục vụ hội nghị. Lưu ý cần tham khảo thông lệ của Liên minh Nghị viện Thế giới trong việc tổ chức các hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu trước đây, đảm bảo phù hợp với truyền thống văn hóa và điều kiện thực tế của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội cũng trân trọng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Liên minh Nghị viện Thế giới, Diễn đàn Nghị sĩ trẻ, nhóm đại biểu Quốc hội trẻ Việt Nam và các cơ quan của Quốc hội đã tích cực chuẩn bị cho hội nghị lần này. Nhấn mạnh, hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu là sự kiện đa phương lớn duy nhất của Việt Nam trong năm nay và là dịp để giới thiệu tới bạn bè thế giới về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hiện đại, năng động cũng như những thành tựu đổi mới, phát triển của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng mong muốn các đại biểu quốc tế, đại diện các bên liên quan tích cực hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng với mục tiêu đảm bảo hội nghị được tổ chức thành công tốt đẹp nhất. Còn tại Hậu Giang, lễ khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023 cũng đã được tổ chức vào sáng nay. Đây là hình thức huấn luyện cao nhất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong tác chiến phòng thủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang cùng các địa phương khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thủ trưởng quân khu 9 đã đến dự. Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Chiêm Thống Nhất, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng quân khu 9 cho rằng tình hình thế giới và khu vực được dự báo còn diễn biến phức tạp. Việc quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống là việc làm cần thiết. Theo kế hoạch, cuộc diễn tập lần này bao gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, tổ chức thực hành tác chiến phòng thủ. Đối với nội dung thực binh, có sự phối hợp của nhiều đơn vị. Bên cạnh lực lượng vũ trang đồng cốt tại địa phương, còn có các đơn vị khác của quân khu 9 như tiểu đoàn đặc công, tiểu đoàn trinh sát, lữ đoàn công binh 25 với 2 chiếc trực thăng tham gia hiệp đồng tác chiến. Cuộc diễn tập diễn ra đến hết ngày mai. Trở lại với những thông tin về thời tiết. Khu vực Nam Bộ đang trong giai đoạn mưa nhiều do gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Diễn biến cụ thể như thế nào, chị Khánh Phương? Dạ vâng, thưa chị Mỹ Ngọc, cập nhật trong chiều và chiều tối nay, mưa dông đã xảy ra ở nhiều nơi của khu vực Nam Bộ. Và quan sát trên ảnh mây vệ tinh thì chúng ta có thể thấy là mây dông đã phát triển và gây mưa cho nhiều tỉnh thành ở cả khu vực miền Đông Nam Bộ và nhiều tỉnh thành ở khu vực miền Tây Nam Bộ. Trong đó thì An Giang, Cà Mau, Hậu Giang, Tiền Giang có mưa vừa mưa to. Lượng mưa trong 2 đến 3 tiếng ghi nhận vào khoảng từ 38 cho đến 58mm. Sau 1 giờ chiều mai thì mưa sẽ tiếp tục diễn ra ở Nam Bộ do gió mùa Tây Nam, yếu tố gây mưa vẫn hoạt động mạnh. Cảnh báo có những điểm mưa vừa, mưa to với lượng mưa trên 50mm và trong cơn mưa thì có thể gây ngập úng các vùng trũng thấp, các khu đô thị. Bên cạnh đó thì dông sét và gió giật mạnh có nguy cơ cao xảy ra ở bất kỳ tỉnh thành nào. Trước khi có mưa, thành phố Cần Thơ dự báo sẽ có những khoảng nắng cho đến khoảng đầu giờ chiều.
Trời nắng, mây đang xen, vẫn có gió thổi, cho nên không khí khá là thoáng đãng, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 31 độ. Các nơi khác ở Nam Bộ cũng có nắng và hơi nóng vào trưa và đầu giờ chiều mai, với nhiệt độ cao nhất ở phần lớn các tỉnh thành như tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và hầu khắp các nơi khác, dao động trong mức nhiệt từ 31 đến 33 độ, chỉ có thành phố Biên Hòa nóng rõ 34 độ. Chuyển sang thời tiết biển. Thưa quý vị, trên biển thì từ Bình Thuận cho đến Cà Mau cho đến Kiên Giang cũng có mưa dông, tiềm ẩn gió giật và lốc xoáy đi kèm. Tầm nhìn xa vì thế cũng giảm chỉ còn 4 đến 10 km trong mưa. Quý khán giả thân mến, kinh tế khó khăn đã khiến cho cuộc mưu sinh của rất nhiều gia đình càng thêm gian nan và vất vả. Với họ, để có được một bữa cơm no là cả một mối lo. Và thấu hiểu được điều này thì rất nhiều nhà hảo tâm đã mở các quán cơm từ thiện với giá bán tùy tâm thực khách. Câu chuyện nhân dân này cũng sẽ kết thúc miền Tây hôm nay buổi chiều của chúng tôi. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt. $1.000 hay $2.000 có thể mua được một bữa cơm thơm ngon. Điều đặc biệt là những quán ăn từ thiện như vậy đang được mở ra ngày càng nhiều tại thành phố Cần Thơ. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Chuẩn bị tươm tất các nguyên liệu từ sáng sớm. Bà Diệp cùng mọi người bắt tay vào việc nấu nướng, chuẩn bị cho kịp bữa cơm trưa. Làm việc với tinh thần thiện nguyện và góp sức vì cộng đồng nên căn bếp nhỏ lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Có thời gian mình đi làm từ thiện, mình lấy cái này để là một cái niềm vui. Làm thì mệt nhưng mà khó khăn thì không có khó khăn. Tại cái gì mình đã thích làm, cái gì mình cũng vượt qua được hết. Khi mà mình mở ra bà con vô ăn vui vẻ nè, có được bữa ăn ngon thì cho nên mình đó là cái động lực để giúp cho mình có thể hoạt động lâu dài. Đều đặn mỗi trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần, căn bếp của quán cơm Yên Vui sẽ đỏ lửa để chuẩn bị những suất ăn thơm ngon đến với mọi người. Khách hàng của quán có thể là những người lao động lớn tuổi, những sinh viên xa nhà hay những thực khách lỡ đường. Tất cả mọi người một khi đã đến quán thì chắc chắn sẽ có một bữa ăn ấm lòng. Nghe mấy bạn bè mày bán số chung nè, ta nói chỗ quán Yên Vui thì ăn cơm ngon, rồi cái tôi hỏi theo, cái tôi mò theo. Trong lúc chú đi buôn bán rồi chú ăn xuyên suốt đây nè, nói chung đồ ăn là rất sạch sẽ, nhân viên rồi cũng thoải mái nữa. Em ăn đây được 2 lần, thấy sạch rẻ với lại giống cơm mẹ nấu. Thấy mấy cô chú ở đây dễ thương, giống như ông bà mình vậy đó, không có lặp lại món nào hết trơn, 2 lần em ăn khác nhau. Cuộc sống vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, một bữa cơm ngon không chỉ giảm đi phần nào thiếu thốn mà còn thể hiện hơi ấm tình người. Hành động cho đi và giúp đỡ người khác như thế này sẽ giúp lan tỏa những thông điệp tốt đẹp, giúp mọi người suy nghĩ tích cực và nhân văn hơn. Làm cũng có mệt nhưng mà thấy cũng vui trong bụng, thành ra cũng thấy nó không thấy mệt cho lắm. Vừa làm vừa vui, thấy bà con có bữa ăn ngon rồi khách đến ăn thấy cũng vui vẻ, cũng khen ngon thì mình cũng vui trong bụng. Sức khỏe chú còn là chú phục vụ mãi mãi.